Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding on Kamen Rider Kabuto hay Tendo Soji. Thánh bà tôi, người luôn với câu nói ngao du chúng thiên đạo, kẻ sống trị tất cả. Với một mối nguy hiểm tồn tại tại thế giới của Kabuto là Worm, anh ấy phải dùng những sức mạnh nào để chống lại chúng? Và hình dạng cuối cùng Final Form của anh ấy có thực sự áp đảo những Rider khác khi cả thế giới đều sử dụng Glock Cup? Mình là Riding on, bắt đầu clip về Kabuto nào. Tổng quan về thế giới của Kabuto trước khi sự kiện trong toàn bộ series diễn ra. Một vụ rơi thiên thạch vào 7 năm trước, nó rơi vào thẳng thành phố Shibuya. Ngoài thảm họa sau khi thiên thạch rớt xuống, nó còn mang theo một dạng sinh vật sống mới đe dọa tới toàn bộ loài người. Bọn chúng được gọi với cái tên Worm. Điều đặc biệt đáng sợ không phải là sự ngoan dạ đến từ đám Worm. Bọn chúng có khả năng sao chép hoàn toàn sinh vật bị chúng tấn công, bắt chước họ từ tính cách, thói quen cho đến cả ký ức. Điều này khiến cho trái đất lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm khi chúng ta không biết được đâu là Worm và đâu là con người. Cũng chính ngày định mệnh ấy, cậu nhóc mang tên Tendo Soji, bằng một sự kiện nào đó, cậu ta đã có một động lực thôi thúc cậu ấy tiến về phía trước để luôn luôn phát triển, luyện tập chăm chỉ hàng ngày, chờ đợi đến một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai 7 năm sau. Và chính chàng trai ấy sẽ được Kabuto Zetter chọn và trở thành Kamen Rider Kabuto. Quá trình chiến đấu của Kabuto, anh ấy đã gặp gỡ rất nhiều người, bao gồm cả những Rider cũng như tổ chức còn lại chống lại Worm Z, những kẻ tạo ra Rider System. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của Kabuto, sức mạnh của con người để chống lại thế lực Worm cũng không phải là không có. Cùng với một loài sinh vật khác nhằm tạo ra một vũ khí chống lại Worm, Bucket Rider System. Nó bao gồm hai phần, một dụng cụ đeo cầm nắm của những Rider kết hợp cùng với Zester. Chúng sẽ luôn bay đến bên cạnh người chúng chọn để giúp họ chuyển hóa trở thành Kamen Rider. Tất cả những Zester này đều mang hình dáng côn trùng, trừ Sasuke vì anh ta là bọ cạp. Đây là một loài động vật thuộc lớp hình nhện, nhưng có vẻ như nhện cũng như bò cạp thường sẽ được đem vào những bộ phim vì những người không tìm hiểu chuyên sâu, họ rất có thể sẽ nhầm tưởng bọn chúng là côn trùng chứ không phải là những loài vật thuộc chi khác. Mỗi Rider sẽ có một dụng cụ biến hình khác nhau. Riêng Kabuto Gatek đặt Kabuto sẽ sử dụng Driver. Ngoài công dụng để gắn Kabuto Zester, chiếc lưng còn hỗ trợ hai phần đặc biệt, phần bên phải để kích hoạt Glock Cup cũng như một miếng đệm kết hợp với Hyper Zester nâng cấp bên Final Form Hyper Kabuto. Kabuto là vũ khí nhân loại chế tạo nhằm chống lại Worm. Đó là thành quả nghiên cứu cũng như hy vọng to lớn nhất của loài người nhằm đánh bại loài sinh vật nguy hiểm này. Trước khi Kabuto xuất hiện, nhân loại chiến đấu bằng lực lượng Z-Dropper, những chiến binh tinh nhuệ được đào tạo bài bản với một bộ giáp đen bao phủ từ đầu đến chân. Vũ khí là một khẩu súng gắn trên tay, giúp bọn họ linh hoạt trong việc chiến đấu và luôn tấn công Worm theo đội hình. Nhận được một chiếc hắc lưng đặc biệt trong tình huống nguy cấp khi cả đội gần bị quét sạch, Anata, Second Rider Kaurogatek, lúc này anh ta chỉ là người bình thường. Với quyết tâm của mình cũng như sự liều lĩnh, anh ấy đã giành lấy chiếc Driver và quyết định tham chiến. Nhưng khi Kabuto Zetter chuẩn bị rơi vào tay anh ta để chuyển hóa thì không chuyển tới tay người được chọn, kẻ đang được mặt trời sôi rọi, Tendo Soji. Anh ta đã không chần chừ và chụp lấy nó, chuyển hóa Henshin trở thành Kabuto. Chuyển hóa Kabuto chưa mang hình dạng của Rider mà sẽ mang hình dạng Market Form. Market Form là form cơ bản sẽ luôn xuất hiện sau khi chuyển hóa. Chỉ trừ hai Rider là Kickhopper và Bunhopper, còn lại tất cả những Rider khác đều sở hữu hình dạng này, được tạo hình bởi một lớp giáp sắt bao phủ toàn bộ phần thân trên. Phần thân dưới của Rider có vẻ khá bình thường với tông màu đen cũng như những phần kim loại. Từ phần đầu gối trở về phần chân, những phần hoa văn trên phần thân dưới của nấy thể hiện rất giống những lớp vỏ đang xen với nhau của loài côn trùng. Phần thân trên, lớp vỏ trên hai tay, tông màu chủ đạo là màu kim loại, đen xen vào đó là màu đỏ của Kabuto Zetter ở phần tai cũng như hai vai và một phần trên ngực của nấy. Điểm nhấn của Kabuto ở hình dạng Market Form có lẽ chỉ đến từ phần thân của nấy khá đồ sộ cũng như gương mặt với những ống thở biểu tượng Kabuto Zetter bên phần vai trái. Ở hình dạng này tăng cao phòng thủ một cách vô cùng vượt trội, có khả năng chịu được rất nhiều đòn tấn công cho dù đó là tấn công của hai tên Worm ở trạng thái lock up, không nhận quá nhiều sát thương. Rõ đây là một giáp vô cùng cứng cáp và có thể chống đỡ rất nhiều đòn tấn công, nhưng mất đi của nó anh vô cùng cồng kềnh và không thể nào tấn công một cách linh hoạt được. Vũ khí của Kabuto Market Form là Kunai Gun với hai trạng thái trong tình trạng Market Form. Đầu tiên là hình dạng Gun Form cơ bản, khả năng bắn từng viên khá giống cách bắn của khẩu súng lục, cũng không bắn ở đạn laser hay gì đặc biệt.
Ngoài ra nó còn có khả năng tạo ra những tia laser để nhắm bắn kẻ thù. Kabuto đã tận dụng điều này để tấn công vào gương, bắt nhịp được chuyển động Lockup từ những tên Worm và đánh bại hắn mà không cần chuyển qua Rider Form. Rìu sang phần thân súng, Kunai Gun trở thành một chiếc rìu. Những đòn chém rìu vô cùng uy lực cũng phần nào tận dụng thân hình đồ sộ từ Market Form. Cả hai dạng vũ khí này anh ấy chỉ sử dụng ở Market Form mà thôi. Khi chuyển hóa vào hình dạng Rider Form, anh ấy sẽ có một vũ khí hoàn toàn mới. Cast off. Change Beetle. Với khả năng thiên phú của mình, Tendo chẳng cần phải sử dụng tới hình dạng thứ hai, vẫn có thể đánh bại được rất nhiều tên Worm bằng hình dạng Market Form. Nhưng khi bị áp đảo bởi số đông, cũng như không muốn chần chừ với trận chiến nữa, anh sẽ chuyển hóa hình dạng thật sự, hình dạng Rider Form. Kích hoạt bật chiếc sừng Kabuto Zester trên phần thắt lưng, gạt nó sang bên phải. Phần lớp vỏ bên ngoài của Market Form sẽ dần dần tách ra. Lớp vỏ này văng đi khắp mọi nơi và tấn công một kẻ hung. Đôi mắt cũng như cặp sừng của Kabuto sẽ được tạo ra. Về tạo hình, đôi mắt xanh dương cùng với ba tông màu chủ đạo đỏ, bạc và đen đang xen khắp cơ thể. Tạo hình Rider đơn giản, không quá nhiều cầu kỳ. Thân của anh ấy chỉ đơn giản là màu đỏ được cách điệu giống như lớp vỏ của côn trùng, cặp sừng Kabuto và đôi mắt của Kamen Rider. Trong một thế giới mà nhà nhà Lockup, Rider cho tính quái vật, bọn chúng đều khả năng di chuyển tốc độ ánh sáng. Công tắc bên phải hất lưng, anh ấy kích hoạt khả năng đặc biệt nhất của thế giới Kabuto. Lockup anh ấy di chuyển nhanh với tốc độ của ánh sáng, bắt kịp được sức mạnh của Worm và áp đảo chúng trong chính không gian mà bọn chúng luôn tự hào. Về phần khả năng chiến đấu, đa phần là dựa trên Tendo. Vũ khí chính của hình dạng này, anh ấy rút bỏ phần đầu súng Kunai bên trong, là một bộ phận dao nhỏ dùng để cầm ngược với lưỡi dao màu vàng kim. Hình dạng này mặc dù không còn sử dụng được súng nữa, nhưng nó thích hợp với hình dạng Kabuto. Sau khi lột xác thiên về tốc độ, rất nhiều đòn thế được Kabuto sử dụng từ chém, đâm cho đến nhảy từ bên trời tấn công kẻ thù, đều được thực hiện vô cùng hoàn hảo và trơn tru với hình dạng Kunai hoàn chỉnh của nó. Cuối cùng, đòn Rider Kick. Anh ấy vẫn có đòn Rider Kick cơ bản, nhảy lên bầu trời và ra đòn Rider Kick xuống kẻ thù. Nhưng đó không phải điều đặc trưng nhất của Kabuto. Đòn tấn công Rider Kick của anh ấy chính là 1, 2, 3. Nhấn vào ba chiếc chân của Kabuto trên phần driver. Đòn tấn công này thú vị ở chỗ khi anh ấy nhấn ở giữa nhịp của những âm thanh nó vang lên, anh ấy sẽ luôn tấn công kẻ thù, tạo ra một cuộc tấn công vô cùng liên mạch. Âm thanh thứ ba vang lên, một luồng điện màu xanh dương sẽ chạy dài từ phần sừng của Kabuto chạy xuống đầu chân của anh ấy sẽ có cú đá móc ngược kẻ thù, kết liễu hắn một cách vô cùng nhanh gọn. Đòn này ngoại trừ việc tấn công trong chiến đấu, nó còn có khả năng sử dụng khi anh ấy quay lưng với kẻ thù sẽ lao về phía anh ấy một cách vô cùng vội vã, vì đây chính là điểm yếu mà anh ấy để lộ ra. Nhưng không, tất cả nằm trong tầm tính toán. 1, 2, 3, khi kẻ thù vừa đến nơi, dùng một cú đá ngược kết liễu kẻ thù. Cả hai cách sử dụng đều tạo nên cảm giác cực kỳ cool ngầu, thể hiện rõ phong cách chiến đấu của Tendo hay là Kabuto. Mặc dù form này là form thể hiện nhiều nhất và cũng không có quá nhiều biến đổi giống như thời đại Neo Heisei hay là thời đại Reiwa, nhưng Kabuto vẫn để lại dấu ấn vô cùng mạnh về khả năng chiến đấu cũng như phong cách của bản thân. Hypercast off. Hypercast off. Change. Hyper Beetle. Trận chiến với đám Worm ngày càng căng thẳng hơn. Sức mạnh của những Rider System cũng dần không đủ trước thế lực của đám Worm. Một vũ khí đặc biệt được chế tạo ra để nâng cấp những Rider thay vì tạo ra những Rider mới. Hyper Zester có hình dạng tương tự như Kabuto với tông màu chủ đạo là màu bạc đen xen với những màu đỏ và đôi mắt xanh. Tổ chức Z không mong muốn nó sẽ rơi vào tay của Tendo, nhưng một chiều không gian khác, một chiếc Zester đã đâm xuyên tất cả và đến với Tendo, giúp anh vẫn có thể chuyển hóa thành hình dạng Hyper Kabuto. Ở hình dạng Hyper Kabuto, anh ấy không còn trạng thái Market Form mà đơn giản chỉ là nâng cấp lên từ hình dạng Rider Form. Tấm kim loại màu bạc đã chuyển hóa dần thành màu đỏ, với phần cơ thể được phủ giáp nhưng không quá dày cộm như hình dạng Market Form mà là tinh chỉnh gọn gàng hơn, như cặp sừng của Kabuto to hơn, nhìn gai góc hơn. Biểu tượng cặp sừng này còn thể hiện rõ trên phần ngực của anh ấy. Hình dạng mới nâng cao sức mạnh cũng như tất cả chỉ số so với hình dạng cơ bản. Nó còn giúp anh trội hơn tất cả những Rider trong toàn bộ series. Khả năng đó mang tên Hyper Lockup. Để chuyển hóa thành hình dạng này, Kabuto sẽ nhấn vào Hyper Zester. Anh mở ra những bộ phận được ẩn giấu bên trong cơ thể. Những đôi cánh nhỏ của loài côn trùng với tông màu vàng kim được bật từ phần tai và chân của Kabuto. Phần ngực của anh cũng như phần hai vai sẽ mở ra, lộ lớp vỏ vàng kim. Phần cánh phía sau sẽ được bật ra với nguồn năng lượng tỏa ra, giống với một loài côn trùng bật cánh của mình khi chuẩn bị bay lượn. Cũng chính là lúc anh kích hoạt Hyper Lockup. Ở trạng thái Hyper Lockup, trừ những tên Worm thật sự mạnh mẽ,
hay đúng hơn là hắn ta ngưng đọc được thời gian thì Kabuto mới thật sự bị làm khó. Còn lại tất cả những tên Worm khác gần như chả thể nào làm gì được trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm này của Kabuto. Nhưng tốc độ siêu phàm vẫn chưa phải là điều gì đó thật sự quan trọng đối với hai bờ Kabuto. Trong trận chiến đầu tiên, anh còn quay ngược được cả thời gian cứu Gatek trong đường tơ kẻ tóc. Cũng như trong movie, anh khả năng di chuyển xuyên không gian ngược thời gian cực kỳ xa khi quay về 7 năm trước, tạo nên một dòng tuần hoàn bất tận về bản thân mình trong quá khứ. Ngoài ra, đôi cánh được mở ra phía sau Kabuto còn giúp anh tạo một lực đẩy để thực hiện đòn final attack mình sẽ đề cập ở phần sau. Bay lượn từ đôi cánh trong movie của Kabuto, phần cánh này còn giúp anh di chuyển mượt mà trong không gian. Đòn kết liễu khi không có vũ khí mang tên Hyper Kick, anh kích hoạt bằng cách bay lên bầu trời và thực hiện một đoạn Rider Kick với nguồn năng lượng đỏ xoay quanh đôi chân của anh. Đòn Rider Kick này không quá đặc biệt như đòn Rider Kick ở hình dạng cơ bản. Vũ khí tối thượng dành riêng cho Final Form, vũ khí của anh ấy cũng mang tên một Zester, Perfect Zester. Không có hình dạng côn trùng như Zester khác mà chỉ đầu thanh gươm với lưỡi kiếm vàng cũng không quá sắc bén. Những nút bấm thể hiện cho những loài côn trùng sẽ tích hợp lên nó. Thanh kiếm nhìn giống một bệ đỡ chứ không phải thanh kiếm đã hoàn thiện. Khả năng chính của Perfect Zester sẽ là thu hút những Zester khác, mà nói chính xác chính là Ruby, Ray cũng như Sasuke tụ hợp chúng lên với tất cả hoặc với từng đơn vị Zester khác nhau sẽ tạo những loài tấn công đặc biệt. Ở hình dạng kiếm, khi sử dụng Hyper Black Kabuto Power, anh ấy sẽ giải phóng nguồn năng lượng với lưỡi kiếm tích điện ghém một đường cực mạnh vào kẻ thù. Đòn tấn công Hyper Sting sử dụng The P Power gắn vào đầu của lưỡi kiếm, dán vào người kẻ thù với hình dạng những mũi tim của loài ong. Đòn thứ ba Hyper Slash sử dụng Sword Power kết hợp Sword ở phần thân kiếm, kích hoạt độc chém nọc độc này vào người kẻ thù. Ở trạng thái thứ hai, trạng thái súng, đơn giản anh ấy chỉ là xoay tay cầm xuống góc nghiêng 90 độ tạo thành một khẩu súng. Ở trạng thái này, đòn tấn công thương hiệu là kết hợp với The Ray Power, giải phóng một nguồn năng lượng giống như một tia laser tấn công vào kẻ thù. Cả hai hình thái súng và kiếm đều có một trạng thái mang tên Combined Final Perfect Zester, kết hợp tất cả những Zester lại với nhau. Với The B là lưỡi kiếm, Ray và Sharkwork sẽ là phần thân trên và thân dưới của kiếm. Với đòn tấn công tổng hợp từ thanh gươm mang tên Maximum Hyper Typhoon, bao phủ thanh kiếm bằng một lớp sừng năng lượng cực kỳ khổng lồ, phạm vi tấn công của thanh gươm được tăng cao giúp anh quét sạch kẻ thù. Ở hình dạng súng, đòn tấn công sẽ chuyển đổi tên gọi thành Maximum Hyper Cyclone, tụ hợp tất cả những Zester, dồn hết sức vào Perfect Zester, tạo ra nguồn năng lượng cực mạnh giống như một cơn lốc khổng lồ, phá hủy tất cả cũng như tiêu diệt toàn bộ Worm phía trước mặt. Phạm vi cực kỳ rộng và sức mạnh kinh hoàng của nó. Anh chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công này khi kích hoạt trạng thái giống với trạng thái hai bậc lock up, nhưng thực chất chỉ là bật ra để dùng lực đẩy từ đôi cánh để không bị đẩy lùi bởi lực bắn từ đòn tấn công Maximum Hyper Cyclone. Đòn tấn công đó cũng kết thúc phần về hình dạng Hyper Kabuto. Và đó là tất cả những form của Kabuto. Mặc dù form Kabuto rất ít nhưng thực sự nó vô cùng chất lượng, cùng với đó là khả năng chiến đấu của Tendo. Các bạn có muốn mình làm clip riêng về Tendo cũng như tất cả các Zester của Kabuto không? Comment phía dưới mình nha. Mình là Radidon, watching. Bye.